Đây xin thưa các bạn, mình đang đứng trên sân của biệt điện Bảo Đại tại Hồ Lách nha các bạn. Đây, hai chú cháu đang chạy trên sân của chu xung quanh biệt điện vua Bảo Đại. Đây là những cái sứ của bà Nam Phương Hoàng Hậu trồng các bạn. Đây là cái biệt điện này chính tay bà Nam Phương Hoàng Hậu đứng chỉ quy để cho người họ thi công nha các bạn. Chính bà chị quy, đây là một cái cây chuối cảnh đó các bạn, chuối cảnh. Tính ra tất cả những cái cây sứ mà ở trên cái vùng này cũng hơn 20 cây các bạn. Không biết hồi trồng bao nhiêu mà giờ còn rất nhiều. Đây bây giờ mình đang quay xuống giữa một cái cánh đồng, một cái đồi núi giữa cái viên ngọc, nhìn xuống giống như cái viên ngọc đó các bạn. Đây là cô dâu chú rể. Xin chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và bách niên gia lão. Ok, see you again. Đây các bạn, thì mình đang đi xuống rồi các bạn. Bây giờ cái cảnh trí rất mát các bạn, rất mát. Lý do là từ tháng 11 đến nay chưa có hạt mưa nào các bạn. Bữa nay là ngày 23 âm lịch tháng 4 và ngày 17 tháng 5 dương lịch, nhưng mà chưa có hạt mưa nha các bạn. 23 là tính là còn 7 ngày nữa là tới tháng 5 rồi các bạn. Nhưng mà nếu mà nhuận thì tới tháng 4 nhuận là tháng 5 đầu tháng 5 đó các bạn, mà chưa có hạt mưa nè. Tất cả người dân Đắk Lắk là đông trong chờ vào một giọt mưa để tưới mát và tiêu cà phê cao su, và con người nó đem cái môi trường trong lành dần cho con người mà không nóng lắm các bạn, quá nóng. Đây là cái cánh xuống đây có một cái hàng thông cũng đẹp, đây hàng thông các bạn. Ông Nguyễn Công Trứ ông nói là kiếp sau chớ phải làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Vâng, xin thưa các bạn, tại vì cái kiếp sống con người, kiếp sống tầm luân nó đầy cám dỗ, đầy cái nghiệt ngã, đầy cái sự tranh giành. Cuộc sống nó quá bể khổ về cuộc sống, tưởng là xuống cái cuộc sống trần gian này nó đẹp, nó hay, nhưng mà không ngờ nó quá đau khổ của một kiếp làm người. Thành ra các ông Nguyễn Công Trứ ông ơi đứng ra ông than câu một câu thì kiếp sau chớ phải làm người, không muốn làm người nữa các bạn, làm cây thông đứng giữa trời mà rung mà reo đó. Đây các bạn, chiều lại là reo vuông vút và xen lẫn những tiếng ve, tiếng chim ca sáo thổi thì nó hay hơn là làm kiếp người các bạn. Đó, các bạn nghe tiếng ve chưa? Thoang thoảng những tiếng ve đã gọi hè để chào một mùa xuân đến đó các bạn. Bây giờ chúng cháu cũng đang trên đường tác nghiệp của cái clip khúc sau của Bảo Đại. Đây các bạn, đây là trên dốc của vua Bảo Đại đang đi xuống. Vua Bảo Đại đi xuống, quay Bảo Đại xong đi xuống. Đây là xa Hồ Lách các bạn. Đó, viên ngọc của Nam Phương Hoàng Hậu là đứng trên đồi nhìn xa Hồ Lách giống như viên ngọc của nhà nghỉ vua Bảo Đại các bạn. Đó là cái Hồ Lách các bạn. Là chú cháu cũng đi làm cái clip mà cháu tính này là mới biết rồi tính hả? Cháu ở tại Hòn Đá Vôi, ở tại Giang Ré, cách Hồ Lách này khoảng 7 cây số, từ ngã ba Giang Ré vào đây 7 cây số. Bây giờ là Thanh Long Vlog với cháu, đứa cháu này bắt đầu đi ra Hòn Đá, gọi là Hòn Đá Đá Mẹ và Hòn Đá Cha, gọi là Hòn Đá Vôi đó các bạn. Hòn đá mà hình như nó nằm ở giữa một cánh đồng, giữa cánh đồng của Hồ Lách và dưới chân núi của Hồ Lách, và rất sử thi, rất ca tụng rất nhiều, và nó cũng đi vào dấu ấn lịch sử là trong cái thời chiến nó cũng có nhiều cái sự tranh đấu, cái sự chết chóc của cái trên cái hòn đá đó các bạn. Thành là mình chú cháu đi lên quay tại cái biệt điện nhà nghỉ của Nam Phương Hoàng Hậu với vua Bảo Đại. Bây giờ chú cháu đi chạy ra
ở ngã ba, gần ngã ba Dân Rế là có một hòn đá gọi là hòn đá vôi, là đá chồng, đá vỡ, còn hòn đá chồng trong này nữa. Mà xin thưa các bạn là chắc các bạn không biết hòn đá chồng đâu. Hòn đá chồng nó cũng so với hòn đá mẹ thì nó nhỏ hơn. Vợ hay là mẹ? Dạ, đá cha ở trong dân tao nhỏ hơn à. Đá cha đá mẹ bạn hay chồng vợ? Dạ, đá cha đá mẹ. À, đá cha đá mẹ thì tất cả là có hai hòn đá. Nhưng mà theo sách sử thì nói là hòn đá đá mẹ là có vô sách sử, với hình hòn đá cha là thấy sách sử không có ghi nha các bạn. Thành ra là thôi bây giờ mình xin vay cái đoạn này từ ở trong đường quốc lộ 27, đây là 27 phải không? Đường đi Đà Lạt, quốc lộ 26 là Nha Trang, đi Đà Lạt, đây quốc lộ 27 các bạn. Mình đang ở tại Hồ Lắc và trên đường hai chú cháu, hai bác cháu đi ra tới hòn đá cha. Thì xin mời các bạn theo mình đi ra hòn đá cha. Đây các bạn, đây là một cái cổng chào các bạn, cái cổng chào của Hồ Lắc, huyện Lắc hình như là cái này không biết hết huyện Lắc, hết được huyện Lắc hả? Chưa, chưa hả? Nó làm cái cổng chào mà chưa hoàn thành, thành không có chữ các bạn. Đường ra thành phố Buôn Ma Thuột, đường đi ra Dân Rế. Thưa các bạn, đây là một cánh đồng để nuôi chúng ta đây các bạn, mà không có mưa nên là đến bây giờ nó hơi có vẻ không có được các bạn. Bây giờ họ gặt hết rồi, tháng này gặt hết rồi. Giờ cánh này nuôi nên chúng ta nhớ lại những cái cánh gấu cánh ta còn tới chuồng nha các bạn, còn ở chuồng và hẹn giờ bắt những con cá những cái bơi lội để mà tôi bắt nha, bắt cá con chuồng quá các bạn. Còn cái vô chỗ đây cũng đi có gì không, vô đi quay những đoạn đó. chậm chút vô thì là các bạn. Hưng Thịnh kính chào quý khách du lịch sinh thái Hưng Thịnh, du thuyền Hồ Lắc cởi vôi các món ăn đặc sản Hồ Lắc, tổ chức liên hoan hội nghị phục vụ tận tình. Địa chỉ tổ dân phố 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc. Rồi chú cháu mình đi vô này. Trên này xin một bữa cơm, xin một bữa cơm của nhà hàng Hưng Thịnh, có bia Sài Gòn nữa các bạn ơi. Ôi giờ cái cảnh này nó cũng nên thơ đó, đi nó cũng hơi đẹp đẹp đó các bạn. Rồi mình đi vô đây một đoạn, chừng nào họ không cho vô nữa mình quay ra thôi. Đây là vô đây mình xin bữa cơm, chắc có lẽ ở đây chưa phục vụ quá, tại vì mới mở dịch virus corona các bạn. Là mọi chỗ mà hoạt động du lịch sinh thái là mới bắt đầu chỉnh sửa và phục vụ lại các bạn. Thành ra là cái sự ăn uống, cái sự mà tiếp đón người du khách chưa được chuẩn bị nha các bạn, tại vì họ còn chỉnh sửa trong thời gian 4 tháng nó bị, đây là các bạn, 4 tháng nó bị hư ra bị bắt thành họ mới đi dần đường này chút, chưa mở cửa đâu. Không được, đi người đi thẳng này chút rồi. Đây các bạn, tất cả là chung canh quanh quan cảnh theo đó, mình đoán đúng các bạn. Chưa được luôn, chưa, đó thì xuống đó rồi quay lên. Đây là một cái sân vườn nhỏ nhỏ các bạn, cái núi nhỏ nhỏ, rồi mình đi xuống đó luôn, xuống hết đường mình lên. Đây là những cái sinh vật cảnh của nai các bạn. Con gì nai hay ngưu? Ồ trời, cái suối đá này đẹp quá các bạn ơi. Thiên nhiên sửa lại đẹp lắm. Cái này mà trồng giờ 4 năm tháng này họ còn sử dụng quá đẹp luôn các bạn. Đây là những quan cảnh, đây nhà hàng cũng có. Thôi mình quay lại. Cũng đẹp nhưng mà chưa có chuẩn bị để mà đón du khách, thành ra là nó cũng có vẻ hơi vắng vẻ lắm các bạn, vắng vẻ và nó cũng có vẻ hơi tùm, chưa có sửa sang gì vì cái dịch virus corona, thành là cái hoàn cảnh nó không được khởi sắc lắm. Nếu mà chỉnh đốn lại chắc có lẽ cũng khoảng rằm tháng 8, 1 tháng 6
lễ quốc tế thiếu nhi, nay là còn 2 ngày nữa là ngày sinh nhật Bác, mà chắc có lẽ cũng chưa chính đốn được. Có thể quốc tế thiếu nhi vậy là trung thu là chắc có lẽ mới làm được, còn mới có khởi sắc cho giờ này có vẻ chưa sửa sang, chưa chính đốn lại là các bạn ơi. Thôi mình xin quay cái chỗ nhà nghỉ Hưng Thịnh tại Hồ Lắc. Đây xin thưa các bạn, đây là cánh đồng của Hồ Lắc các bạn. Mình đi ra khỏi cái trung tâm cái thị trấn Hồ Lắc, mình nhìn xa xa những hòn núi đó các bạn. Coi như là họ đục khoét chặt cây rừng, cây cối phá một cái cảnh quan nó có vẻ nó u ám lắm các bạn ơi. Không có một cái sự sống của cái cây, cái rừng, cái cây cảnh nữa. Đồng ruộng thì thiếu nước, khô nước đến bây giờ là 6 tháng rồi chưa có hạt, 7 tháng rồi chưa có hạt mưa các bạn. Gần hết tháng 4 rồi, bữa nay 23 tháng 4 rồi, 7 ngày nữa là đầu tháng 5. Nếu mà không tính công lục, đến bây giờ chưa có hạt mưa nào ở đất đất các bạn. Các bạn thấy cái sự buồn bực của khí hậu, cái sự thiếu thốn của cái cây rừng nó sinh sôi đấy là để u ám đấy các bạn. Mà núi đồi thì họ làm rẫy đó các bạn, họ làm rẫy bây giờ không có trồng gì hết, thấy cái vẻ khô cằn. Tất cả cái quan cảnh của cái cao nguyên, đúng ra là cái mùa này là cũng có nhiều cái cây cánh, nhiều phì nhiêu cái cuộc sống, nhưng mà thấy cũng hơi buồn buồn các bạn. Đây là hòn đá của đường, hòn đá đây phải không? Dạ. Phải đường xuống đó không? À rồi quay lại. Đây là hòn đá vui mẹ này các bạn. Hết rồi phải không? Rồi đúng không? À xuống như chân đó hả? Đây xin thưa các bạn, đây là hòn đá vui mẹ nhé các bạn. Đá cao trơn trượt nguy hiểm không đèo. Đây là hòn đá vôi mẹ ở cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột về quốc lộ 27 nha các bạn, đi đường đi Đà Lạt là khoảng 35 km. Qua cái nhà thờ Giang Sơn, chắc khoảng 25 km, gần 30. Cái đây khoảng vô này khoảng 7-8 cây nữa là nó hòn đá vôi mẹ đây các bạn. Bây giờ mình Thành Long Vlog đang quay sơ ở dưới chân của hòn đá vôi mẹ. Còn ở trên đồi thì có gì chắc chiều nay mình sẽ đi lên trên đồi này và mình ghi hết cái tổng quan cái hòn đá này để các bạn biết là ở tại quốc lộ 27 đường đi Đà Lạt và cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 35 km là có hòn đá nó to như thế này. Ở người bán địa gọi là hòn đá vôi mẹ ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thành Long Vlog cũng xin làm cái clip này và xin cũng cho các bạn biết là cái hòn đá này nó to như thế vậy, nó to như thế đó để cho các bạn biết. Và cũng xin thân chào các bạn, xin chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều và thành công. Có gì like, share, comment, ủng hộ clip cho Thành Long Vlog để có nhiều động lực để quay những cái clip hay cho tất cả các bạn. Xin chào và xin bye bye các bạn.